có thời gian để đi quay cho mọi người xem được. Thì hôm nay mình có dịp đi chợ Hậu Phòng nữa, mình sẽ quay lại cho các bạn xem chợ cũ với chợ mới Hậu Phòng á. Cho mấy bạn xa quê đến lâu quá không thấy cảnh quê mình sẽ quay lại nha. Giờ này là mình đi ngay giờ trưa luôn, nắng chứ quay chợ cũ và chợ mới nữa.
dòng dòng chợ đi. Giờ đi về rồi. Chuyển mưa tới rồi, giờ đi về. Vô vợ quay không có nói chuyện được các bạn. Rồi mình sẽ vô cái đường tránh tuyến. Đi xuống đó mình quay cho bạn không, đó có cái tượng tượng lớn lắm.